Nội trong ba nghiệp của thân ấy, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao, và chúng sanh nào nấy như nhau đều ham sự sống đơn đau ai màng. Xét từ vô thủy kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau, mẹ cha anh chị rể nhau, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết xa gần, họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lầm. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên, trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con ai. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật nghiệp dồn nặng sâu, xa sanh tội đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân, xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sáng sanh hải mạng là nhân á tiền. Nên vì lợi lộc ngu si, mà gieo nghiệp ác cũng vì miếng ăn, sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho vừa, đầu trâu mặn ngựa xé cưa thân hình, hoặc là đâm chém tanh bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang, gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng. Hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hút máu hút mổ rút thùng phẫn dơ, hoảng làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu, sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng, nhủ lòng thương xót mà hằng gia ân. Kể từ vô thủy chúng con, tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm, thề nguyện bùa chú lỗ ban, em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn băng lưới chài chó săn, đập cuối gài mái đạo hầm, cũng tên nó đang giết
mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào, hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt nuốt chiều miếng tham ăn. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn. Chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương đã rời, oan than thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tâm mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lành xa. Lại còn binh miên can qua, tranh giành biên giới cô mà diễn nhau. Đạn bom phá xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm, hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung, nghề đau phủ thủ lạnh lùng. Chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tể cũng bao tàn. Phanh thay loài vẫn dung gian chẳng trần, bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha tổ cán xe nặng chân dẫm đáp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương môn lòng. Mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trứng độc trùng hại nhau. Cắn hoang trồng chia bên áo anh, tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra. Gậy roi gồng khóa cáo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau. Nói thì như thế lắc lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chứng ngô mùi em dồn, mà con có phạm công còn thiếu chi. Xin nhờ lượng thanh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà được thân hình kim cang. Sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thân hoa. Thương người như thế con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân. Người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui. Quy hết thảy phân rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Thank you.
tôi còn ác tâm mà trộm cướp ác nghiệp của thân, nếu không sám hối thâm bần khổ đau ơi. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhen, cọng rau ngọn cỏ cây kim mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi lên lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệp oan ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội cứ trộm cướp khổ bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham ngâm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cung cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao tung lấy trài tự nhiên. Này còn sám hối tội kiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm diện thân cẩn chẳng ưa, rơi rào thê vắng chín bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bòn rút mà xài bia phiến. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tinh chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm ơn. Tối tình vô cáo cầm da ma gây nên hoàng trai bắt nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn.
kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng mang buông, bán thì cân nhẹ đâu non à, buông thì nài em chẳng còn nướng tay à, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buông. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay. Dân lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh. Kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường khuyết vách nổi danh cường đồn. Chẳng chê cướp giật đổ hồ trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình. Mượn trò bói toán tương tình dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Án kia nói chẳng đủ lời nay con sám hối nương nơi phần đa cầu cho ác nghiệp được tha. Chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh tội kia con đã chi thành. Ăn năn sám hối tội tình hoàng không, nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày ăn. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham. Lỗi làm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng thương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông thọ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ thương tư vợ người.
mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, tâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn, nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật tội tình vô lượng vô biên, nay
điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe khoang đã tựu thành thánh nhân, tư thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sắm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tín to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Này con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tán dương ngoài mặt đành điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỵ lẫn nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ phá tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi.
Sám tiền não chướng vết hằng nội tâm, mà bao ác nghiệp cũng âm thầm mà gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau. Con xin tha thiên khấn cầu sám hối nghiệp chướng để đầu trình lên. Nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời. Nghiệp là mầm mống luân hồi, tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành. Nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân. Nghiệp là quả, nghiệp là nhân, trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai. Thấm thâu về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vương ngoài thế gian. Mênh mông chẳng thể nghĩ bằng, phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ. Lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi. Thấy nghe nông cạn trong đời, người hiền sao chịu bao thời đắng cay. Người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân. Thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng. Mà mê làm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa. Hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền. Hậu báo lại ân triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau. Hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ ác gặp hên, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm. Mà sinh báo hậu báo chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mãi sau. Án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần. Được cùng thiên hữu cẩn thận, con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi. Nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành.
Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kể từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các báo la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, khinh chế lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm đều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoặc là luật ý. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con ác nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàng thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin.
Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành, nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo ai. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê, chính vì ngu tối lệ thề tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn khô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàn nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành. Đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiếng tu. Phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Kiên tà thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra, và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn. Giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau. Tưởng mình
thanh cao, à biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bày oán khiên, để cho phiền não nổi lên tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chất, hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đào ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dâng tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sáu thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoạn hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên, thật là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chạm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám có nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tính phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biến sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sáu tri kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tập xấu rộng đàn nhập tâm, ta coi ta khúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương.
tha tầm sám hối mong nhờ mười phương tam bảo dẫn đưa về nguồn. Nguyện nhờ công đức cao dày pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên ăn năn ba số não phiền cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành sáng soi ba tuệ ba minh ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong não phiền bốn số trong lòng nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em bốn vô lượng bốn tín tâm mà ác duyên thông khổ không cần sợ chi nhân duyên năm số đồng thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn năm phần năm mắt như băng đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ thần thông sao thứ có dư sáu trần chẳng thế làm mờ trắng sao anh sáu ba la mật hạnh cao sáu thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh nhiễm ô chẳng vương trên mình nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi nguyên nhân bảy số trở đi cho đến mười số tức thì tiêu tan ngồi hoa thanh tịnh yên bàn tám công đứng thủy quay màng lưỡi xanh hành mười vị cũng viên thành đoạn trừ chín đô thực hành chín phen nguyên nhân mười một trở lên mười hai mười tám nhân phiền não tiêu nhằm vào thế tánh cao siêu tánh không lý giải muôn điều đều thông anh bánh xe chánh phá chuyển vòng ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh mười tám bất công hoàn thành vô lượng công đức sẵn dành độ tha nguyện dù ở tại ta bà cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng nguyện lòng cung kính mười phương chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nội trong ba nghiệp của thân ấy sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao chúng sanh nào nấy như nhau đều ham sự sống đơn đau ai màng xét từ vô thủy kiếp mang chúng sanh đều có họ hàng với nhau mẹ cha anh chị rể dâu chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh mà mang vạn trạng thiên hình luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần u mê nào biết xa gần họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lờm mặt tình nhai nuốt chặt cưa mặt tình duyên hại chẳng ngờ tương liên trong kinh Phật vẫn thường khuyên nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con
Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật nghiệp dồn nặng sâu xa sanh tội đứng đầu giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà chúng con chưa gặp ai là thiện nhân xót thương chỉ bảo khuyên rằng sáng sanh hải mạng là nhân a tiền. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác cũng vì miếng ăn sau này rời bỏ bao thân xa vào địa ngục trả dần tôi thương chịu bao thống khổ cho bừa đầu trâu mặn ngựa té cưa thân hình hoặc là đâm chém tanh bành hoặc môi móc ruột mới đành án kia trả xong nợ chốn âm ti trở về dương thế lại tùy nghiệp mang gá thân làm giống xài lang còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng hoảng làm chuột bỏ côn trùng hút máu hút mũ rút thùng phẫn dơ hoặc làm gà chó heo tơ cho người xé thịt chặt cưa nấu xào thật là khủng khiếp biết bao à khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui nếu mai trở lại làm người cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh chỉ thành con lại cần cầu sám hối nghiệp ăn để đầu ăn năn xin chư Phật thánh hiền tăng nhủ lòng thương xót mà hằng gia kể từ vô thị chúng con tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm hoặc tham hoặc ghét hoặc sân hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy trong lòng chẳng chúng từ bi thẳng tay sát hại cách chi cũng làm thề nguyện bùa chú lỗ ban em cho đến mạc đến tàn chưa thôi ao hồ phá phách mà chơi đốn rừng săn băng lưới chài chó săn đập cuối gài mái đạo hầm cũng tên nó đạn giết mầm sống vui cả dưới nước chim trên trời lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt nuốt chiều miếng tham anh hoặc thuê mướn kẻ hung tàn vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn chúng chưa tắt tiếng kêu thương thân đầu mai vẫy thịt xương đã rời oan thang thâu đến tận trời đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh chỉ vì ba tấc lưỡi tâm mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời ngày nay con sám nguyện rồi từ nay việc giữ tức thời lánh xa lại còn binh miên can qua tranh giành biên giới cô mà diễn nhau đạn bom pha xóm nổ cầu đích
thân tàn sát, hoặc thâu người làm, hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn thánh hung, nghề đau phụ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tể cúng bao tàn. Phân thay loài vẫn dung nhan chẳng trần, bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm, chẳng ghê biết hàng pha tổ cán xe, nặng chân dẫm đáp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương môn lòng, mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trưng độc trùng hại nhau, cắn hoang trồng chia bén áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chứng ngô mùi em dồn, mà con có phạm không còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Chúm cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy phân rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhiên, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưu tìm đoạt sang, huống chi liền lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm hoang ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân phát
nặng cúi đầu trả oan. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa. Trộm cướp có bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham. Nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham ngâm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền. Nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạn lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau. Hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình. Thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không. Này con phát lộ cầu mong anh, ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu. Lại chờ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh. Nhan đèn pháp khi tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn. Cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài. Quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao túng lấy trài tự nhiên. Nay còn sám hối tội kiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri. Kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham. Của thầy của bạn cũng ham ăn, cũng vì lời lòng mà cam dối lừa. Xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào thê vắng chín bừa đất đai. Của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài bia phiến. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ. Kể từ vô thủy đến giờ, đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm ơn. Tội tình vô cáo cầm nha ma, gây nên hoàng trai bắt nam chia lìa. Tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn. Kể từ vô lượng thời gian, lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn. Bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay. Cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay. Dâng lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phận thầy chứng minh. Kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường khuyết vách nổi danh cường đồn. Chẳng che cướp vật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình. Mượn trò voi toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi.
ăn kia nói chẳng đủ lời. À nay con sám hối nương nơi Phật Đà, cầu cho ác nghiệp được tha. Chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chi thành. Ăn năn sám hối tội tình hoàn không, nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày âm. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham. Lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si ân. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng thương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt nằm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, miệng mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông thọ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Trắng hoa mèo má gà đồng, chẳng phân biệt hạng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tương tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì như như bất
bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần quy đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa, cùng người xô xa quất hòa oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà hàng, miệng khoe quan đã tửu thành thánh nhân, tư thiền bám định chứng phần Bồ Tát là hắn được thân thanh hiền, bày điều sai khiến lòng thiên, sắm trò câu đảo chuyển miền gió mưa.
Này con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết khóc tơ phán lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to ở văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh năng. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm anh. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoặc dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Này con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tan đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỵ lẫn nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Sám phiền não chướng vết hằn nội tâm, mà bao ác nghiệp cũng âm thầm, mà gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau, con xin tha thiên khấn cầu. Sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên, nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời,
thì nghiệp là mầm mống luân hồi. Tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành, nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân, nghiệp là quả, nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai, thấm thâu về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian, mênh mông chẳng thể nghĩ bằng. Phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân, thấy đời thiên ác bất phân. Cần chi tích đức tu nhân để phòng, mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa, hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền, hậu bao lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đền. Chớ nhìn kẻ ác gặp hên, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh báo hậu báo chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp thương. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phương mong nhờ mãi sao, án thời phương giảm tội sâu. Nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên, tu hành mà nghiệp báo lên dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạp đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kể từ vô thị đã hằng gây ra, tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô giám ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, khinh chê lời Phật biểu riêu, pha rối tai.
tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm đều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật lý Phật. Nam mô Thanh Tịnh Thế Phật. Nam mô A Ta Lưu Na Phật. Nam mô Thủy Thiên Phật. Nam mô Kiên Đức Phật. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Phúc Quang Phật. Nam mô Quang Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Công Đức Hoa Phật. Nam mô Liên Hoa Quang Vô Thần Thông Phật. Nam mô Tài Công Đức Phật. Nam mô Đức Niệm Phật. Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Nam mô Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật. Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Nam mô Thiện Du Bộ Phật. Nam mô Châu Trạm Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Vô Bộ Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân An
Như vậy tám mười chín đức Phật ở khắp thế gian, cả đức Thế Tôn thường trú trong đời này, các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con hoặc đời này hay đời trước của chúng con. Sự sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo các điều tội lỗi, hoặc tự làm, hoặc báo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy, hoặc báo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy, tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo, hoặc báo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chương đã làm hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường hạ khác chốn biên địa, dòng hạ tiện những kẻ biển lệ xa. Càng chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối thiên sám mà hối. Giờ đây các đừng phần Thế Tôn chừng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoặc giữ đường giới thanh tịnh, nhận đến thì một bắp cơm cho các loài súng sanh, hoặc tu tinh hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có tu hành, Bồ Đề căn lành đã có, và Trí Vô Thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thai đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng Phật đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tôi đều sám hồi các phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thân Phật nguyện thành Trí Vô Thượng. Chư Phật trong ba đời rất hơn các chúng sanh, biển công đứng không lường, con nay thành kính lại. Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loại cầu mong đại hùng, mà con nay ba nghiệp biến dung, lệ khắp tất cả không chung môn lòng, mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi Phật hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tiến sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng giọng có phần phát ra thánh, có tâm thần sáng
cập đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay. Trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dân cung đức thầy Như Lai. Thương y có một không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi. Cao như quả núi Tu Di, thành tâm dân cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật Pháp trường tồn từ lâu. Phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai. Xưa con tạo các niệm sai, đều do ba đồng hòa tai nối liền. Từ thân miệng ý truyền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên mười phương các loại đồng cư. Hữu học vô học tâm tư nhị thừa, Như Lai Bồ Tát xa xưa. Tùy hỷ công đức cho vừa lòng ai tin. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin, Bồ Đề tự đứng tin bắt đầu. Chúng con kinh thỉnh nguyện cầu, chuyển xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu. Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần, cúng dường lễ tán đa phần. Thánh phần trụ thế tâm chân độ đời, tùy hỷ trăm hồi khắp nơi. Chúng sanh phân đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu, hướng về thượng giới minh châu hiền bày. Tánh tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, mà con nay hồi hướng môn lòng thanh cao. Thân cầu ý nghiệm lao chao, dứt trừ ngạ pháp công lao đức thầy. Cân ca hoặc chướng từ nay, xin đều tiêu diệt. Xin thay phép màu, mỗi niệm trí tuệ làm đầu. Chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn, hư không thế giới có sờn. Nghiệm và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng Như Dương. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đệ tử kính lại đức Phật Thích Ca.
chẳng kiếu căng suy mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật biên sư lỗi lầm mê thành tâm sám hối, thề tránh điều giữ nguyên làm việc lành. Ngày an vui tu tập mà phép phân nhiệm màu, để mau ra khỏi luân hồi. Minh tâm kiên tánh trí huệ sáng xuống ấy, thần không tự tài đặng cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tân cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đệ tử vốn tạo các vòng nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng phát sinh ra. Đệ tử thấy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô 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 cầu sám Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thuở Đức Quán Tự Tại Bồ Tát tu hành đà tiến sau đến chỗ trí tuệ bên kia bờ, ngài soi thấy năm uẩn đều không nên đo được tân ca cô anh. Này thu tử cái có sẵn tướng, nó chẳng cản với cái không, cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn. Mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn, với thu tướng hành và tướng này nghĩa cũng là như thế. Này xa lời phẩm cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng dìa chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong trần không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh chân không, nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhập với sao căn là sắc thinh hương vị cùng pháp. Trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luôn cái vô minh đã nhận đến. Nó chẳng có cái lão tử, cũng không luôn cái lão tử đã trong tánh chân không. Nó không có khổ tầm diệt đạo. Tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng. Đó nương nơi trí bát nhã để xét soi, mới đã qua bên ngàn gian kia. Vì nương bát nhã để quan chiếu nên tâm không quay ngài.
Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa cả điều điên đạo mộng tưởng, rộng rãi qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật Đà đây nên biết rằng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đà đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chấm hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đà đây liền nói chú rằng yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà. Công đức sám hối khó nghĩ lượng, vô biên thắng phương đặng có tường, khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới, mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giang hồ, văn thù phổ hiền quán âm đồ, nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện đặng trí tuệ thường tương hảo, nguyện bao tội chướng được sám trừ, kiếm kiếp thường theo ngôi tam bảo. Phục nguyện ấy chư Phật chứng minh, vạn linh gia hộ hiện tiền, đệ tử chúng con tề tự trước Phật đài, thành tâm lễ sám hối hồng danh, để tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền kiếp oan trái, hoặc nhiều kiếp oán thân, hoặc phạm giới cấm các điều sát hại những mạng chúng sanh, thân ba nghiệp tội, miệng bốn nghiệp ác, và ý ba nghiệp xấu, lầm tạo điều quay gây các tội lỗi. Ngưỡng mong oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát Minh Huân gia hộ chúng con, tội chướng tiêu trừ căn lành, thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm, khắp nguyện anh khiêu dường thái pháp giới, chúng sanh tình giữ vô tình, đồng thành Phật ấy đạo. Nam mô đệ tử cầu sám